chim mình đang làm sao. Wow, có trứng này. Đây là chim các bạn, có 3 trứng rồi. Không ấy rồi. Quay trông khó đấy nhỉ. Khó quay ạ. 4 trứng các bạn ạ. Chim này có 4 trứng này. Đây là chim chích à? Vừa đây có mẹ lên hay không? Không biết là mình động tay vào này thì nó có về nó làm được nữa không? Cứ để cho nó về làm tổ các bạn ạ. Chắc là không lấy tổ này đâu. Vừa nãy thấy mẹ nó về đây rồi mà. Bốn trứng. Không biết là mình động thay vào như thế thì nó còn về nữa không. Nó bỏ không. Chắc